Tất cả ngồi yên nghe mẹ hỏi này. Thế hôm nay ở nhà ai đánh Sunny à? Hả? Chưa bảo làm sao khóc thế? Hả? Chưa bảo, ai đánh con? Nói cho mẹ nghe coi. Hả? Ồ, bà nội đánh. Rồi, ồ, bố cũng đánh. Ê, chưa bảo, con khóc cái gì? Con đánh người ta, con còn khóc nữa hả? Hả? Không, con đừng có giả bộ nữa. Làm sao? Hả? Con cũng bị đánh nhá. Có phải không? Hả? Tại sao bị đánh? Ồ, lại là vì cái thịt khô đấy là đánh nhau hả? Thế là ai đánh ngon hả? Chuyên chuyên đánh ngon. Vì cái thịt khô chuyên chuyên đánh. Rồi chuyên chuyên đánh ngày nhà bảo nó. Ôi thịt khô mẹ bao nhiêu đây mà đánh nhau cái gì, tha hồ ăn mà sao phải tranh nhau đánh nhau ấy hả? Ôi chỉ có ỉa bảo là bị tội nghiệp nhất này, ỉa bảo bị đánh nhiều nhất này đúng không? Cho ỉa bảo ăn nhiều lên tí ha.